Gương mặt đại diện đấy phải làm sao? Phải gì? Ai vừa bảo đấy? Phải healthy, đúng rồi. Phải làm sao nữa? Phải xinh. Mọi người thử miêu tả cô ấy là sẽ khớp. Cuối cùng thì mình đã có thể khoe với mọi người mình chính thức trở thành giảng viên khoa truyền thông tại Học viện Ngoại giao rồi mọi người ơi. Quay trở lại giảng đường mà mình đã theo học nhưng ở một cương vị mới, thực ra là mục tiêu ngay từ đầu khi mình mới tốt nghiệp đại học cơ. Nên có thể các bạn sẽ không tin nhưng mà thực ra TikTok Hoa hậu vỉa hè này chính là bước đi có chủ đích của mình để đạt được điều đấy đấy. Và mình là Hoa hậu vỉa hè và các bạn đang ở lớp học truyền thông tại Học viện Ngoại giao của giảng viên Gen Z Vũ Quỳnh Trang. Nhưng mà làm giảng viên rồi thì có còn đi quay quán ăn nữa không? Mình vẫn làm nha, nhưng mà tạm thời thì sẽ ít hơn thôi, để từ từ làm quen với quỹ đạo mới đã. Nhưng hôm nay thì mình có đi ăn một quán bánh đa trộn của anh chủ người Hải Phòng ở Hà Nội luôn này, rất là ngon luôn và mình sẽ khoe sau nha. Thường thì mình sẽ đi quay vào buổi trưa sau khi tập gym xong, một chai như thế này đổ vào cốc đá thì cũng được hai cốc đấy. Ăn nhiều một lúc ấy thì cũng sợ không tiêu hóa được, thì lúc nào có chai kombucha này sẽ tiêu hóa được dễ hơn. Mà ăn nó cũng ngon miệng hơn nữa. Thực ra là mình cũng chả biết cái hoa này đâu. Nhưng mà kiểu nghe nó cảm giác nó rất là fresh. Cái này là vị kim hoa trà nha, nghe bảo được coi là dược liệu quý dùng cho vua chúa ngày xưa thôi đấy. Kombucha, nó là trà lên men thì ạ. Vâng, đây ạ, nó chỉ có mỗi 0,3% độ cồn thôi. Đúng rồi ạ, uống nó sẽ hơi kiểu là chua chua tự nhiên ấy. Mình dạy học vào buổi chiều mà kombucha này hay ở chỗ ấy là có cả vị cà phê kết hợp với Arabica và Robusta lên men cùng với trà hữu cơ Mộc Châu. Nó có một cái nữa ấy, là cái trà này nó không có đường. Bình thường tất cả các kombucha khác mà mọi người uống ấy, nó sẽ có đường, còn cái sản phẩm này là nó lại không có đường. Nên thay vì trà sữa sợ tăng cân hay là cà phê thì lại sợ mất ngủ, thì mình chọn cái này cũng vừa đủ tỉnh táo nữa. Kim hoa trà thì sẽ dễ uống hơn, thơm hơn, còn cà phê thì có hơi vị đắng nhẹ một chút xíu thôi. Hôm nay thì mình có chia sẻ với các bạn sinh viên về cách xây dựng nội dung truyền thông trên mạng xã hội. Các nhóm thì đã phân tích rất là nhiều những thương hiệu thành công trước đó rồi. Nên là tiện mình đang uống kombucha này nên là mình cũng cùng cả lớp thảo luận để gợi ý cho họ cách làm truyền thông của thương hiệu tân binh này luôn. Những lúc làm việc để họ gặp gỡ các đối tác kinh doanh ấy, thì có thể là thay vì kombucha cà phê thì mình sẽ dùng kombucha vị ô mai. Nó sẽ không quá là rõ vị ô mai đâu nhưng mà vẫn là ngon nha, và kiểu nó sẽ hơi thơm nhẹ. Cái kombucha này thì họ sẽ kết hợp với cả trà hữu cơ Mộc Châu, nên là tất cả các nguyên liệu ở đây thì hoàn toàn từ nông sản hữu cơ Việt nha. Thậm chí là dùng đường hữu cơ luôn, nên là cảm giác nó rất rất là ít đường ấy. Cái vị chua của con giấm scoby nó rất là thơm luôn, nên là mấy ai mà mê cái đồ lên men scoby này thì nhớ thử ở đây nha. À, cái này thì đã có ở trên TikTok Shop với cả sàn cam rồi đấy, mọi người có thể lên tìm được luôn nha.